Cái gì vậy? Xin chào Thủy Tiên. Để một Thủy Tiên ớt hôm nay không? vào được sớm nhỉ? Em xin chào tất cả các chị ạ. Ok, chị chào Thủy Tiên nhá. Xin chào Xin Hà chào Thủy Nguyễn, em Tiên. xin chào tất cả mọi người. Các chị đợi em bài ghim bài chút. Xin chào Thu Hiền, xin chào Hồng Anh. Em xin chào tất cả các chị. Ok, cảm ơn Thủy Tiên. Em xin chào tất cả mọi người. Ok Thu Hiền. Các chị ơi, hôm nay em còn một lô áo len với một lô chân váy á, chân váy của Hàn và chân váy jean nhá. Lô hôm nay em làm còn một lô này thôi, em tri ân khách hàng chia sẻ bài cho em còn 40k, đồng giá 50k chia sẻ bài còn 40k thôi các chị nhá. Nên các chị tranh thủ chốt hàng xong em đóng đơn em gửi hàng cho các chị. Xin chào Lê Trang, xin chào tất cả mọi người. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Xin chào Danh Lê nhá. Danh Lê, có mấy cái chân váy của em còn ở đây này, hôm nay ưng cái gì xong rồi chị gửi luôn, vì hôm nọ có hai cái ít quá nên hôm nay ưng cái gì xong rồi mai chị gửi luôn nhé. Các chị vào chia sẻ bài cho em để mua mua hàng đồng giá 50k chia sẻ còn 40k thôi nhé. Cảm ơn Danh Lê. Xin chào Lê Thị Kim Thu, xin chào Hồng Phạm, em xin chào tất cả mọi người. Lô len và lô chân váy, em có một lô chân váy hôm nay cực kỳ đẹp luôn nhá, lô len của Hàn nhá. Hôm nay còn một lô duy nhất hôm nay thôi, chia sẻ bài cho em còn 40k. Em đảm bảo các chị là không có shop si nào bán len và bán chân váy rẻ như nhà em đâu các chị nhá. Chân váy em còn một ít chân váy jean, còn chân váy công sở này. Xong rồi còn áo len của Hàn, hàng nhà em chủ yếu là hàng của Hàn nhá. Danh Lê thích áo này à? Xin chào Bùi Thị Phương Thảo, em xin chào tất cả các chị. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ để mua hàng với giá 40k. Các chị chỉ cần bỏ ra một vài giây thôi nhá. Bỏ ra một vài giây. Mạng hôm nay các chị có ổn thấy ổn định không? Mạng có nét không? Mạng được không? Không biết. Chia sẻ bài hộ em để em bắt đầu làm các chị nhá. Các chị vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Để em bắt đầu làm. Len hôm nay rất là đẹp luôn, mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Ok Danh Lê, không có chiếc thứ hai đâu nên các chị ưng cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo với các chị là hàng nhà em nó không không trùng, không có chiếc nào trùng chiếc nào hết. Nên các chị ưng cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng, còn một lô duy nhất hôm nay thôi ạ. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Mạng hơi lag à? Biết hôm nay thời tiết đẹp mà không biết mạng thế nào. Các chị vào chia sẻ bài hộ em để em bắt đầu làm nhé. Lô hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Ok Danh Lê. Lô hàng hôm nay rất là đẹp luôn. Các chị ưng cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Còn một lô duy nhất hôm nay thôi. Xin chào Phương Trần. Em xin chào tất cả mọi người. Vào chia sẻ bài hộ em đi ạ. Vào chia sẻ bài hộ em. Xin chào Mộc An Nhiên nhá. Mộc An Nhiên hôm nay ưng cái gì xong chị chốt đơn chị gửi hàng luôn cho. Hôm nay rất là nhiều đồ đẹp luôn. Chân váy với là áo len nhá. Còn một ít chân váy jean nữa. Em bắt đầu làm các chị nhá, các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Các chị mà không chia sẻ bài hộ em là phải mua với giá 50k nhá. Nên các chị bỏ ra một vài giây các chị chịu khó chia sẻ đi. Ok Lê Trang, cảm ơn Lê Trang. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi, xin chào Quyền Vũ. Quyền Vũ hình như hôm nọ có một cái áo ở đây nhỉ. Chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá 40k các chị nhá. Chịu khó chia sẻ bài hộ em đi. Chia sẻ bài lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhá. Chia sẻ bài lên trang cá nhân và trang hội nhóm, cuối live em sẽ kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Nên các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em bắt đầu làm nhé. Em bắt đầu làm, len hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Hàng hôm nay cực kỳ đẹp luôn, có còn một lô duy nhất hôm nay thôi nên các chị ưng cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Xin chào Bon Bon. Xin chào Siêu Nhân, các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em cho đông đông các chị vào em làm. Em mở đầu bằng một em áo màu vàng mới tinh nhá.
Cái này thì mới tinh nhơ cho các chị dưới 51 kg, dưới 51, 52 kg thôi ạ. Chia sẻ bà cho em còn 40k. Lô hôm nay em còn một lô duy nhất thôi, tri ân khách hàng nên là em bán cho các chị đồng giá 50k, chia sẻ còn 40k nhé. Còn một lô duy nhất thôi. Tí em làm ít chân, còn chân váy công sở và chân váy jean này. Đây, cái này mới tinh luôn nhá, mới tinh luôn đấy ạ. Hàng hàng của Hàn nhá. Chia sẻ bài cho em này, các chị chia sẻ bài cho em. Cái này chất rất là đẹp, mới tinh luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này là cho các chị dưới 51, 52 quay đầu lại thôi. Dưới 51, 52 quay đầu lại. Dáng kiểu dáng crop top nhá. Dáng crop top các chị nhá. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu ạ. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Ok Phương Trần, tí em làm chân váy nha. Em làm áo len một chút xong rồi em làm chân váy, em làm xen kẽ cho các chị. Em này em để mã số 12 này. Em này mới tinh nhá. Mã số 12 mới tinh. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Xin chào Vũ Kim Cúc nhé. Em xin chào tất cả các chị. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em. Em đảm bảo với các chị là không có nhà ai bán len rẻ như nhà em đâu. Nên các chị thích cái gì xin chào Nhung Doãn. 12 của Lê Thanh. 12 của Lê Thanh. 12 của Lê Thanh đi con. Em tiếp một em này là chất len mông tơ ghi này các chị này. Chất len mông tơ ghi, cái này cũng gần như là mới nguyên luôn nhé. Gần như là mới nguyên luôn. Cái này là phối màu đen với màu vàng này, kiểu ngộ nghĩnh một chút, hoặc chị nào có thể mua cho con gái nhé. Dưới 52 kg quay đầu lại. Dưới 52 kg quay đầu lại. Chất len mông tơ ghi mới nguyên luôn ạ. À. Mới nguyên luôn. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhé. Kèm mã số điện thoại và chia sẻ bài cho em. Lê Thanh kèm à, Lê Thanh chia sẻ bài hộ em nhé. Chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá 40k. Em này em để mã số 110 này. Cái này cũng là mới nguyên luôn nhé. Mới đến 98-99% luôn. Chị nào có thể mua cho con gái nhá. Cái này có một hình rất là ngộ nghĩnh luôn. Chia sẻ bài cho em ạ. Chia sẻ còn 40k. À, Linh Nhâm vợ ơi có một ít len dài á. Nên là tí em làm nhá. Tí em làm nên các chị đợi em một chút. Em làm xen kẽ nhá. Em này em để mã số 110 này. Cảm ơn Lê Thanh. Cảm ơn Lê Thanh. Lê Thanh đã chia sẻ. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 40k. Các chị mà không chia sẻ bài cho em là phải mua giá 50k. Nên các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài và tương tác bài cho em đi. Em có cái này là trắng tinh này. Đây nhá. Vạt ngắn vạt dài. Cho các chị dưới 54-55 kg. Dưới 54-55 kg. Cái này mới nguyên này. Vạt ngắn vạt dài chất cực kỳ thích luôn. Dưới 54-55 kg nhá. Đây. Cái này các chị có thể phối với quần jean nhá. Phối với quần jean hoặc chân váy đều được này. Chất này. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này em để mã số 16. Mã số 16 này, cái này trắng tinh luôn nhá, vạt ngắn vạt dài mã số 16. Các chị chia sẻ bài hộ em đi. Chia sẻ bài để mua hàng với giá. Chia sẻ bài để mua hàng với giá 40k. Ok cua đồng, cảm ơn cua đồng nhá. Em có cái này rất là đẹp này các chị này. Đây nhá. À, hôm nay em còn một lô duy nhất em làm tri ân khách hàng nhé các chị nhé. Không có chiếc thứ hai đâu, các chị thích cái gì các chị tự tự tin chốt hàng. 16 của Thu Hiền. 16 của Thu Hiền. Nhà em là hàng si nhá. Hàng si nhá. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại chia sẻ bài cho em. Thu Hiền chia sẻ bài cho em. 16 Thu Hiền chốt rồi ạ. Xong mới đến Dung Nguyễn. Dung Nguyễn chốt sau. Em có cái này đẹp cực kỳ các chị nhá. Đây. Cái này chất rất là thích luôn nhá. Đây, cái này là cho các chị dưới 55-56 kg. Dưới 55-56 kg này. Chia sẻ bài cho em còn 40k nhá. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em có chân váy, các chị đợi em một tí nhá. Tí em làm chân váy. Em này em để mã số 36 này. Cái này cũng mới đến 98-99% luôn nhá. Mã số 36, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi ạ. Đây nhá, chất này. Chất len cực kỳ đẹp luôn. Mã số 36. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài cho em. Em có cái này rất là đẹp luôn này. Cái này là size S này, dưới 51 kg. Dưới 51 kg len kim tuyến nhá. Mới tinh, cái này chiếc này mới tinh này. Cái này mới đẹp lắm, chất cực kỳ thích nhá. Dưới 51 kg thôi. Xin chào Phạm Thị Như Quỳnh, xin chào Hân Trương. 36 của Cua Đồng. Cua Đồng kèm cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho chị nhá. Các chị chốt hàng chủ động kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 40k. Cảm ơn Linh Nhâm Võ. Cua Đồng kèm số điện thoại và chia sẻ bài. Các chị chốt hàng nhớ kèm mã và số điện thoại cho em ạ. Em này em để mã số 29. Em này mới tinh nhá.
Mới tinh luôn ấy ạ. Cái này mới tinh, mã số 29. Em báo luôn độ mới cho các chị để các chị yên tâm nhá. Báo luôn độ mới cho các chị để các chị yên tâm. Cho các chị thoải mái luôn ạ. Cua đồng kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài. Cua đồng chia sẻ bài cho em đi nhá. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có một em màu gel body này, chuẩn size S thôi. Cái này chuẩn size S thôi nhá, váy body chuẩn size S. Cái này là cho các chị dưới 50 kg thôi. 40 đến 50 kg chuẩn size S nhá. Cái này đẹp lắm. Size S mới mặc được. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này em để mã số 25. Mã số 25. 29, 29 chưa chốt đúng không con? 29 của Lê Thanh nhá, 29 của Lê Thanh. Em này em để mã số 25 này, chuẩn size S thôi. 40 đến 50 kg, 40 đến 50 kg. Lô hôm nay em còn một lô duy nhất thôi, em làm tri ân khách hàng nên có chia sẻ bài đồng giá 50k, chia sẻ bài còn 40k thôi. 25 của Mộc An Nhiên, 25 của Mộc An Nhiên. Hàng rất là đẹp nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng nhá. 25 của Mộc An Nhiên rồi ạ. Mộc An Nhiên chia sẻ bài cho chị đi, chia sẻ bài cho chị đi. Em có cái này áo len ôm body của ba phân nhá. Xin chào Thanh Nghĩa nhá. Thanh Nghĩa ơi, hôm nay ăn cái gì xong rồi chị chốt đơn chị gửi hàng luôn cho. Tí chị làm chân váy nhá, Phạm Hiền hôm nọ có cái chân váy ở đây, tí chị làm xong rồi gom đơn chị gửi luôn cho. Em này là cho các chị dưới 55 56 kg quay đầu lại này, 55 56 kg quay đầu lại nhá. Đây là cổ 3 phân đấy các chị, cổ 3 phân. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi ạ. Ok, cảm ơn Mộc An Nhiên. Em này em để mã số 19. Mã số 19 này. Len body màu đen. Len body màu đen, len rất là đẹp luôn. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em có một em màu mận made in Korea này. Cái này made in Korea nhá. Cho các chị từ 55kg cho đến 65kg. 55 đến 65kg. Xin chào Hoa Đào. Đây nhá, dáng kiểu dáng suông suông này. Ok Phạm Hiền. Đây, cái này rất là đẹp luôn. Cái này chất len cực kỳ dày dặn chắc chắn nhá. Các chị có thể bỏ máy giặt quay thoải mái. Cái này chưa ai chốt. Có thể bỏ máy giặt quay thoải mái nhá. Đây, chia sẻ bài cho em còn 40k. Em còn một lô duy nhất hôm nay thôi ạ. Kim Tuyến là có bạn chốt rồi. Áo Kim Tuyến có bạn chốt rồi em Thanh Nghĩa. Đợi chị tí nhá, chị đang còn rất nhiều áo len đẹp nhá. Em này em để mã số 62. Mã số 62 này. Đây ạ. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em đảm bảo với các chị là không có shopsy nào bán len rẻ như nhà em đâu. Nên các chị ưng cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Para Nguyễn ơi, chia sẻ bài còn 40k nhá. Hàng đồng giá 50k, chia sẻ còn 40k. Còn một lô duy nhất hôm nay thôi các chị nhá. Các chị chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá 40k. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em đi ạ. Không có chiếc thứ hai đâu nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Trần Thị Thảo. Em có một em body. Em body săn nách này các chị này. Đây. Em này là cho các chị dưới 50kg thôi nhá. Dưới 50kg chất len cực kỳ thích này. Đây nhá, chất len này. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi ạ. Em này em để mã số 58. Mã số 58. Số 58 len body săn nách. Len body sắp nách. Em có chân váy nhá. Các chị đợi em tí. Tí em làm chân váy. Tí em làm một lô chân váy. Em có cái này rất là đẹp này các chị này. Đây. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này là cho các chị dưới 55-56kg quay đầu lại. 58 của Mộc An Nhiên. 55-56 quay đầu lại nhá. Đây. Cái này đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Nhà em là hàng si các chị nhá. Hàng si. Em tuyển hàng cực kỳ cẩn thận luôn. Em còn một lô duy nhất hôm nay em bán tri ân khách hàng. Nên em bán cho các chị đồng giá 50k, chia sẻ còn 40k thôi. Còn một lô duy nhất hôm nay nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em này em để mã số 14 này. Mã số 14 chất cực kỳ chắc chắn đầm tay nhá. Không có chiếc thứ hai đâu. Chất. Tí em làm một lô chân váy các chị đợi em tí nhá. Tí em làm một lô chân váy cực kỳ đẹp luôn. Các chị đợi em một chút. Em có em này 14 của Thủy Tiên. Em có cái này rất là xinh này các chị này. Dưới 53 kg thôi. 53 kg quay đầu lại này, 53 kg quay đầu lại nhá. Em tí em làm size to các chị đợi em một chút nhá, em có rất nhiều size to nhá. Em này em để mã số 22. Mã số 22.
53 kg quay đầu lại thôi, mã số 32. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài cho em thì mới mua hàng được hàng với giá 40k. Tí em làm chân váy, các chị đợi em tí nhá. Các chị đợi em một chút, tí em làm chân váy. Em có cái này cho các chị size lớn này, từ 55 kg cho đến 65 kg, 55 đến 65 kg dáng chùm mông. Có chị Lê Hạnh nhá, có ạ. 55 đến 65 kg này. À, cái này là dáng chùm mông đấy các chị. Các chị phối cho em với quần legging hoặc là quần jean ôm ấy. Em này em để mã số 5. Mã số 5 này. Đây. Cái này rất là đẹp luôn, mã số 5 nhá. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Ok, các chị đợi em một chút, em làm dần nhá. Em làm dần. Em có cái này là váy váy len này các chị này. Váy len nhá. Nếu mà em cao 1m58 là em mặc qua đầu gối rồi. Cái này cho các chị dưới 55 kg. Dưới 55 kg nhá. Váy len màu sữa dưới 55 kg. Có Nguyễn Huệ nhá. Nguyễn Huệ đợi tớ một tí. Số 5 của số 5 của Hương Đinh. Các chị chia sẻ bài cho em nè. Hương Đinh trước rồi. Hương Đinh chia sẻ bài cho em nhá. Chị Hương Đinh chia sẻ bài cho em nhá. Chị đã chia sẻ rồi. Em này em để mã số 10. Mã số 10. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ lên các trang cá nhân và trang hội nhóm nhé. Chia sẻ lên các trang và trang hội nhóm thì mới mua được giá 40k. Cuối like em sẽ kiểm tra các lượt like của các chị. Chị Hương Đinh chia sẻ rồi. Em có cái này chất len mông tơ ghi này. Cái này chất cực kỳ thích luôn nhé. Cho các chị từ 4748 cho đến 5758 kg. 4748 đến 5758 kg. Chất len mông tơ ghi này. Đây. Cái này các chị có thể phối cho em với một cái chân váy xòe rất là xinh luôn nhá. Hoặc là cái kiểu váy ôm hơi xòe xòe một chút đấy. Trông rất là đẹp phong cách luôn. Em này em để mã số 2. Mã số 2. Số 10 của Linh Nhâm Võ. Số 10 của Linh Nhâm Võ. Linh Nhâm Võ kèm cho chị số điện thoại và chia sẻ bài cho chị nhá. Kèm số điện thoại và chia sẻ bài cho em ạ. À. Em có cái này size S này. Đây. Có một chút cái lem lem ở đây, các chị về chịu khó giặt hộ em nhá. Cái đây là nó chỉ bị lem bẩn thôi, không có vấn đề gì đâu. Cái này là cho các chị dưới 52 kg. Dưới 52 kg. Số 2 của Mộc An. Số 2 chốt chưa con? Số 2 của Mộc An Nhiên. Chị Hương Đinh sau ở số 2 của Mộc An Nhiên. Cái này rất là đẹp luôn nhá. Nó chỉ có tí lem lem ở đây, các chị về các chị chịu khó giặt đi cho em nhá. Chứ mới tinh luôn ạ, mới tinh luôn. Em này em để mã số 76. Mã số 76 này, đẹp cực kỳ luôn nhé. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá. Em có cái này cho các chị, em thấy ghi là size L này. Em thấy ghi là size L nhé, cho các chị size L. 55 kg cho đến 65 kg. 65-67 kg nhé. 55 đến 65-67 kg này. Em thấy ghi là size L đấy ạ, cho các chị size lớn. Chị nhìn thấy stylist à? Chị nhìn thấy em nhá. Các chị tương tác bài nhiều. Hằng Nguyễn ơi, chị gửi hàng cho em rồi, có khi mai em nhận được ạ. Tương tác bài nhiều hộ em. 76 của Hoàng Nhật. Các chị chịu khó tương tác bài nhiều hộ em nhá. Em này em để mã số 33. Tương tác bài nhiều và chia sẻ bài cho em ạ. Thanh Nghĩa. Thanh Nghĩa sau rồi, Hoàng Nhật 76. Hoàng Nhật chia sẻ bài cho chị đi. Chia sẻ bài cho chị đi. Em có cái này rất là xinh này. Đây nhá. Cái này chất cực kỳ chắc chắn đầm tay này. Cái này là cho các chị dưới 52 kg thôi. Đây, các chị có thể phối với chân váy cho em dưới 52 kg. Chất nhá, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này em để mã số 15. Hàng đồng giá 50k, chia sẻ còn 40k. Mã số 15, cái này rất là đẹp này. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Mã số 15, các chị chịu khó chia sẻ bài cho em nhé. Em có một em này, họa tiết báo này. Đây, 33 của Hoàng Nhật. 33 của Hoàng Nhật, 15 của Thu Hiền, 15 của Thu Hiền. Cái này rất là xinh này các chị này, dáng của laptop nhá. Cái này thì mới nguyên đấy các chị ạ. Cái này thì mới nguyên này. Đây, cho các chị dưới 55 kg quay đầu lại. Của ai mẹ? Dưới 55 kg quay đầu lại. 15 của Thu Hiền, Thu Hiền trước. Dưới 55 kg quay đầu lại nhá. Cái này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em, các chị chịu khó chia sẻ bài cho em nhá. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 40k đấy. Thanh Nghĩa sau rồi em. Em này em để mã số 92. Mã số 92 này, hàng rất là đẹp nhá. Em đảm bảo các chị là không có Shopee nào bán rẻ như nhà em đâu. Hôm nay em còn một lô duy nhất. Hôm nay em tri ân khách hàng. Bán rẻ cho các chị, tri ân khách hàng.
hàng đẹp lắm nên các chị yên tâm. Không có chiếc thứ hai đâu, em đảm bảo với các chị là không có chiếc thứ hai đâu nhá. 92. 92 của siêu nhân. Siêu nhân kèm cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhá. Các chị chốt hàng nhớ kèm thông tin mã hàng, số điện thoại và chia sẻ bài hộ em nhá. Siêu nhân kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài thì mới mua được giá 40k. Cuối live em kiểm tra lại. Hoàng Nhật ơi chị, hôm nay em chốt đi xong rồi mai chị đóng đơn luôn, vì hàng của em chị đang còn gom ở đây này. Nên là thích cái gì thì cứ chốt hàng đi nhá. Ok, cảm ơn siêu nhân. Siêu nhân chia sẻ bài đi ạ, chia sẻ bài đi ạ. Em có cái này rất là tây này. Đây, cái này thì cực kỳ tây luôn. Cho các chị dưới 52kg thôi. Dưới 52kg này. Chất len này. Đây, cái này đẹp. Em này em để mã số 4. Mã số 4. Em tư vấn size rất là cẩn thận với các chị nhé. Nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Mã số 4. Đẹp, cái đấy đẹp lắm. Em có một cái len váy sát nách này các chị này. Các chị chốt hàng kèm mã cho em nhá. Chốt hàng kèm mã cho em. Số 4 của cua đồng rồi. Số 4 của cua đồng. Lê Thanh sau rồi. Em có cái này này các chị này, chất cực kỳ thích nhá. Đây, cái này là váy len nhá. Nếu mà mùa lạnh lạnh các chị phối cho em một cái áo ôm ở bên trong ấy, cho các chị dưới 55kg. Dưới 55kg này, cái này xinh lắm, đáng yêu lắm. Mặc đến tầm đầu gối đấy. Em này em để mã số 66, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Mã số 66 này. Chất này, chất cực kỳ thích luôn, mã số 66. Số 3 là cái, con kiểm tra cái số 3 cho mẹ. Mã số 66. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi nhá. Em có cái này rất là đẹp này các chị này. Đây, cái này phần này là phối gen xịn đấy. Phần ở đây là phối gen xịn của Hàn nhá. Cái này là cho các chị sự từ 55kg cho đến 65kg. Hả? Có số 33 thôi đúng không? Không, mà có bạn chốt số 3 rồi ạ. Tuyết Nguyệt 96 kèm cho em xin thông tin số điện thoại ạ. 96 hay 66? 66 là của Hương Đinh. 66 của Hương Đinh. Tuyết Nguyệt chốt sai rồi. 66 của Hương Đinh nhé. Em có cái này cho các chị từ 55kg cho đến 65kg này. Đây, cái này mới đến 98-99% luôn nhé. 55 đến 65kg, phần gen này nó xịn lắm, không hề bị bay bị nhão gì đâu nhá. Em này em để mã số 41. Mã số 41 này. Đây. Cái này cho các chị size lớn. Cho các chị size lớn. Mạng nhà Thanh Nghĩa không xem được à? Em thử thoát ra vào lại xem, Thủy Tiên sau rồi. Thoát ra vào lại xem. Các chị mà mạng bị chậm á, các chị thoát ra vào lại hộ em xem ạ. À. Em có cái này này, rất là xinh nhá. Cái này rất là xinh này. Cái này dáng kiểu crop top với cánh tay rơi một chút nhá. 41 của Nga Bùi. Hoa Hướng Dương sau rồi, 41 của Nga Bùi. Cái này là cho các chị dưới 55kg, dưới 55-56kg nhá. Cái này các chị có thể phối cho em với cái chân váy hoặc là quần jean nó rất là xinh luôn. Em này em để mã số 3. Mã số 3 nhá. Đây, cái này đẹp, mã số 3. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chia sẻ bài cho em đi. Em có một cái len váy dáng xà, cái này thì chất cực kỳ đầm tay này, chắc chắn lắm, đầm tay nhá. Chắc chắn đầm tay. Cái này là cho các chị dưới 54-55kg, dưới 54-55kg này. Đây, cực kỳ chắc chắn đầm tay nhá. Em này em để mã số 94. Mã số 94. Mã số 94 này. Đẹp lắm, các chị cứ tự tin chốt hàng. Mã số 94. Em có cái này rất là xinh này các chị này. Đây. Số 3 chốt chưa con? Số 3 của Hương Đinh. Số 3 của Hương Đinh rồi. 94 của Thủy Tiên. 94 của Thủy Tiên. Xong có đến Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ sau rồi. Em có cái này xinh cực kỳ này các chị này. Chất len này. Không hề bị bay bị nhão gì đâu. Các chị có thể bỏ máy giặt quay thoải mái. Dưới 54kg quay đầu lại. 54kg quay đầu lại nhá. Đây. Cái này đẹp lắm. Cái này chất cực kỳ đẹp luôn. Em này em để mã số 11. Mã số 11 nhá. Chia sẻ bài cho em. Các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài cho em. Em có cái này đẹp lắm các chị này. Đây. Cái này rất là xinh này. Dưới 52kg nhá. Dưới 52kg. Dưới 52kg thôi. 11 của Hương Anna. Xong mới đến Nguyễn Huệ. 11 của Hương Anna. Cái này đẹp lắm các chị nhá. Đây.
Cái này cực kỳ đẹp luôn. Dưới 52 kg. Dưới 52 kg là gì đấy? Em này em để mã số 38. Mã số 38. Mã số 38. Em có cái màu đen này rất là đẹp này. Đây, size S thôi, dưới 50 kg thôi ạ. Cái này dưới 50 kg thôi các chị nhá. Dưới 50 kg, chất cực kỳ chắc chắn này. Chất cực kỳ chắc chắn. Mộc An Nhiên là hỏi gì em nhỉ? 38. 38 của Hoa Hướng Dương. 38 của Hoa Hướng Dương. Lệ Thu sau rồi. Mộc An Nhiên sau rồi. Em này em để mã số 21. Mã số 21 này. Mã số 21. Chốt đi con. Đây. Chốt cho mọi người. Em có cái này chất này, chất rất là đẹp này. Cái này em thấy ghi là hàng của Italy đấy. Hàng của Italy nhá. Cái này là các chị chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài cho em còn 40k nhá. Hàng hôm nay đồng giá. Đồng giá 50k, chia sẻ bài còn 40k này. Cái đen là mã số 21 à? Cái đen là mã số 21. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em nhá. Mộc An Nhiên 21 của... Mộc An Nhiên mạng bị chậm, thử thoát ra vào lại xem em. Thoát ra vào lại xem em. Các chị chịu khó tương tác bài hộ em nhá. Tương tác bài hộ em đi ạ. Em có cái này là cho các chị 55 kg quay đầu lại. 55 kg quay đầu lại. Như Hồng chốt 21 kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhá. Chốt 21 kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài. Đây cái này rất là xinh luôn. Em này em để mã số 1. Mã số 1 này. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em. Chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em ạ. Mã số 1. Ok, Hoa Hướng Dương. Hoa Hướng Dương có đơn rồi, chị nhớ rồi. Như Hồng chốt hàng kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhé. Số 1 của Nguyễn Huệ. Số 1 của Nguyễn Huệ. Em có cái này màu xám lông chuột này. Màu xám lông chuột cho các chị dưới 55-56 kg. Dưới 55-56 kg. Ok Như Hồng, chia sẻ bài đi. Chia sẻ bài cho chị đi. Em này em để mã số 60. Mã số 60 này. Mã số 60 nhé. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu. Em có cái này của hãng Zaza này. Cái này của hãng Zaza nhé. Chất cực kỳ thích luôn nhé. Đây, cho các chị dưới 53-54 kg. Dưới 53-54 kg thôi ạ. Cái này của hãng Zaza đấy. Đây. Dưới 53-54 kg. Cái này rất là xinh luôn. Em này em để mã số 17 này. Mã số 17 nhá. 60 của cua đồng. 60 của cua đồng. Đây. Cái này rất là xinh luôn. Của hãng Zaza đấy. Cái này của cua đồng này. Em xin chào chị Phạm Gái. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 40k. 17 của Mộc An Nhiên. 17 của Mộc An Nhiên trước rồi ạ. Em có cái này rất là xinh này. Đây, cái này là cho các chị dưới 56-57 kg. Dưới 56-57 kg nhé. Đây, các chị chịu khó tương tác bài nhiều cho em nhé. Một số chị mà không tương tác bài cho em hoặc là chưa kết bạn với em thì nó sẽ bị ẩn thông tin á. Nên các chị vào kết bạn với em và tương tác bài nhiều cho em ạ. Em có cái này rất là xinh nhá, cái này mới đẹp lắm. Em này em để mã số 83, dưới 56 kg, quay đầu lại, 56 kg quay đầu lại nhá. Xinh cái này xinh, 56 kg quay đầu lại, chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 40k đấy. Em có cái này xinh lắm, chất như kiểu chất len lông cừu á các chị nhá. Cái này là cho các chị dưới 56-57 kg. Dưới 56-57 kg, chất len lông cừu. 83 của Hoa Hướng Dương. Dưới 56-57 kg, chất len lông cừu này. Sờ cực kỳ thích luôn nhá. Chất len cực kỳ thích luôn. Em này em để mã số 89. Mã số 89. Hoa Hướng Dương nhớ chia sẻ bài cho chị nhá. Nhớ chia sẻ bài cho chị đi ạ. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ thì mới mua được giá 40k nhá. Các chị chỉ cần bỏ ra một vài giây thôi. Chị Phạm Gái ơi, em chưa đâu, chị gom đơn lên xong rồi em gửi luôn cho. 89. Gom đơn lên xong em gửi luôn cho nhá.
Em có cái này rất là xinh này, size S thôi. Size S thôi, cái này cho các chị dưới 50kg này. Đây là váy chất chất kiểu chất Montagi thôi nhá. 89 của Hân Trương. Hân Trương kèm cho chị xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhá. Cái này đẹp lắm, cái này kiểu tây tây á chị nhá. Cảm ơn Hoa Hướng Dương. Em này em để mã số 63. Mã số 63 này. Đây cái này đẹp. Kiểu tây tây, cái này rất là tây luôn. Hân Trương kèm số điện thoại và chia sẻ bài đi ạ. Các chị chốt hàng chủ động kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhá. Em có cái len màu màu cái này là màu mận này, size S thôi, dưới 51kg thôi. Size S dưới 51kg. Chân váy đợi một chút nữa em làm chân váy luôn nha các chị. Đây các chị đợi em, chịu khó đợi em làm dần nhá, chịu khó đợi em làm dần. Ok, cảm ơn Hân Trương. Cái này là size dưới 51kg này. Chất len kiểu như là chất len Montagi á. 63 của Thu Lê. 63 của Thu Lê. Đây, cái này đẹp cực kỳ luôn nhá. Chia sẻ bài cho em, cảm ơn Thảo Trần. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này em để mã số 56. Mã số 56, cái này màu mận. Len màu mận rất là hiếm. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi, tương tác bài nhiều cho em nhé. Em có cái này chất rất là thích này. Chất len Montagi. 56 của Thu Hiền. Yến Nguyễn sau rồi. Em có cái này chất, cái này thì mới tinh luôn nhé. Cái này mới tinh luôn này các chị này. Dưới 54kg quay đầu lại. Dưới 54kg quay đầu lại nhé. Đây, chất này, mới tinh luôn. Em này em để mã số 64. Mã số 64. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em còn một lô hôm nay thôi. Một lô hôm nay nữa là hết các chị nhé. Cái này là 64. À 64 à. Em có cái này này, màu màu kiểu tây tây như này nhá, kiểu len móc đấy các chị nhá. Hàng của hãng này. Mango này. Cái này là len móc. Nga Bùi ơi, chị nhìn thấy em mà. Chị nhìn thấy em, tương tác các chị tương tác bài nhiều cho em nhá. Tương tác bài nhiều cho em. Cái này là cho các chị. Cái này cho các chị dưới 52kg quay đầu lại. 52kg quay đầu lại. 64 của Minh Thu. 64 của Minh Thu. Minh Thu chia sẻ bài cho chị đi. Chia Minh Thu chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Cái này rất là sang luôn, cái này sang lắm. Xẻ vạt nhé, xẻ vạt đây các chị nhé. Em này em để mã số 71. Mã số 71 này. Tương tác bài cho em đi ạ. Các chị chịu khó tương tác bài cho em đi. Mã số 71. Em có một cái này kiểu có mũ nhá. Cái này có mũ này các chị này. Cái này là cho, hoặc là các chị có thể mua cho con gái á, kiểu hơi hơi nghịch nghịch bụi bụi một chút này. Cái này là dưới 53kg thôi. Dưới 53kg quay đầu lại này. Chất cực kỳ mềm nhá. 71 của Trần Dương. Trần Dương kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài nhá. Kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài. Cảm ơn Trần Dương, nhìn thấy số điện thoại của Trần Dương rồi. Đây, cái này rất là đẹp, kiểu nghịch nghịch bụi bụi ấy. Cái này có mũ. Em này em để mã số 34. Mã số 34. Các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em. Chịu khó chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá. Em có một cái len khoác này các chị này. Chất cực kỳ đầm tay nhá. Đây, cái này khoác lên kiểu ăn chơi cho các chị size 50kg cho đến 60-62kg đều mặc được nhá. 50 đến 60, 60-62kg đều mặc được này. Đây, len khoác cực kỳ đầm tay luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này em để mã số 59. Mã số 59 này, len khoác nhá. Mã số 59. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Tương tác bài và chia sẻ bài hộ em nhé. Các chị tương tác bài và chia sẻ bài hộ em. Em có cái này màu hồng nhé. Dưới 50kg thôi. Đây là áo len váy dưới 50kg này. Dưới 50-51kg thôi. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này em để mã số 48. Mã số 48 này. Chị nào dưới 51kg thì lấy cái này cho em len váy này. Len váy này. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi. Không có chiếc thứ hai đâu các chị nhé. Không có chiếc thứ hai đâu, nên các chị thích cái gì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu. Em có một cái len lông cừu tiếp này. 59 của Hương Đinh, 48 của Nguyễn Huệ. 59 của Hương Đinh, 48 của Nguyễn Huệ. Cái này chất rất là đẹp luôn. Dưới 54-55kg. Dưới 54-55kg này. Đây nhá. Chất len lông cừu dưới 5. Xin chào Linh Dương Thúy Thu Lê sau rồi. Chia sẻ bài hộ em đi các chị ở chia sẻ bài hộ em nhá. Em này em để mã số 90.
Mã số 90 này. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 40k. Các chị mà không chia sẻ bài cho em là phải mua với giá 50k nên. Nên các chị bỏ ra một vài giây chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Bỏ ra một vài giây chia sẻ bài cho em đi. Em có cái màu hồng này rất là xinh này các chị này. Đây nhá. Màu hồng dáng kiểu chùm mông ấy. 90. 90 của siêu nhân. 90 của siêu nhân xong mới đến Dung Nguyễn Hân Chương sau rồi. Màu hồng nhá. Kiểu này cổ, kiểu cổ lọ ấy các chị ạ. Cái này là cho các chị dưới 52-53kg quay đầu lại. 52-53kg quay đầu lại nhá. Dáng chùm mông. Đây, cái này rất là xinh luôn. Chia sẻ bài cho em hàng đồng giá 50k, chia sẻ bài cho em còn 40k. Các chị bỏ ra một vài giây chia sẻ bài cho em mỗi áo được bớt tận 10.000 cơ đấy. Em này em để mã số 42. Cuối live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị. Mã số 42. Em tư vấn size rất là cẩn thận. Mỗi cái có một chiếc duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Nên các chị cứ yên tâm mà chốt hàng, không có chiếc thứ hai đâu nhá. Em có cái này này, màu rất là đẹp. Nhà em là hàng si nhá. Nhà em là hàng si các chị nhá. Hàng si. Em có cái này xinh cực kỳ luôn nhá. Cái này màu xám lông chuột này. Cho các chị từ 47-48kg cho đến 60kg. 47-48 cho đến 60kg này. Cái này là dáng chùm mông nhá. Dáng chùm mông này. Đây. Chất cực kỳ thích luôn. Em này em để mã số 55. Mã số 55. 47-48 cho đến 60kg. Mã số 55. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em đi. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có cái này rất là hay này các chị này. Đây nhá. Cái này là các cái hạt len đấy. Đây. Cái này là cho các chị size lớn. Ok Phạm Hiền, đợi tí chị làm chân váy. Chân váy rất là đẹp luôn nhá. Chờ lâu quá à. Em này là cho các chị từ 55kg cho đến 65-67kg. 55 đến 65-67kg. Các hạt này là các hạt len đấy, hạt len đấy. 45 của Pana Nguyễn. À 55, Pana Nguyễn chốt sai mã rồi hay là 45 là cái này? 55 của Hương Đinh. Pana Nguyễn chốt sai mã rồi. Em này em để mã số 39. Mã số 39 này. Đây. Cái này đẹp. Kiểu nó độc độc ấy, không có cái thứ hai đâu. Nó rất là độc luôn. Hàng rất là độc luôn. Em có cái này màu mận này các chị này. Cái này màu mận, dáng ôm mận nhá. Cái này cho các chị từ 47-48. Pana Nguyễn chốt xong mã rồi. 47-48 cho đến 55kg. 47-48 cho đến 55kg. Em này các chị có thể sơ vin tốt nhá. Vì là chất nó không bị dày quá đâu. Chất nó không bị dày quá đâu nhá. Em này em để mã số 51. Mã số 51 này. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Mã số 51. Hàng rất là đẹp luôn. Em có một cái này rất là hay này các chị này. Sắt nách này. Sắt nách nhá. Cái này là cho các chị chất cực kỳ thích này. Cho các chị từ 45 cho đến 54-55kg. 51 của Panda Nguyễn. Panda Nguyễn chứ. Con ghi là Panda Nguyễn. Panda Nguyễn kèm cho em xin chia sẻ bài cho em nhá. Xin chào Lý Thị Huyền nhé. Đây, cái này rất là xinh nhé. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài cho em còn 40k thôi ạ. Em này em để mã số 80. Mã số 80. Mã số 80. 80. Ừ, Thu Lê khác, Lê Thanh khác. Em có cái này cho chị nào lấy cho anh chồng này. Em thấy ghi là size L nhé. Em thấy ghi là size L này, cái này mới tinh luôn. Chị nào có anh chồng size L thì hay mặc size L, lấy cái này cho em rất là đẹp nhá. Rất là đẹp luôn. Có một cái duy nhất thôi. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này em để mã số 28. Mã số 28 cho anh chồng này. Mã số 28. Các chị chia sẻ bài và tương tác bài nhiều cho em. Chia sẻ bài và tương tác bài nhiều cho em nhá. Em có cái này đây. 80. 80 của Hồng Anh. Linh Nhâm Võ sau rồi. 80 của Hồng Anh. Em có cái này. Nó bị lem ở đây một chút. Các chị chịu khó về giặt hộ em nhá. Đây. Nó lem ở đây một chút thôi. 80 của chị. À 80 rồi. Còn 28 thôi đúng không? 28 của Panda Nguyễn. 28 của Panda Nguyễn. Hoa Hướng Dương xong mới đến Hoa Hướng Dương. Đây nhá. Cái này cho các chị. Nó bị lem một chút. Các chị chịu khó giặt hộ em này. Cái này là cho các chị dưới 52kg. Dưới 52kg nhá. Dưới 52kg. Em này em để mã số 57. Mã số 57 này. Dưới 52kg.
chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Các chị chịu khó tương tác bài nhiều và chia sẻ bài hộ em. Tương tác bài nhiều và chia sẻ bài hộ em này. Em có cái này rất là xinh nhá. Cái này thì là mới nguyên này, có hai cái túi này cực kỳ xinh này. Cho các chị 54kg quay đầu lại. 54kg 57 của Thủy Tiên trước, xong mới đến Nguyễn Huệ. Thủy Tiên xong mới đến Nguyễn Huệ này. Đây, cái này thì cực kỳ đẹp luôn. Kiểu dáng chùm mông á. Chị nào mà thấp thấp thì là mặc thành dáng váy nhá. Thấp thấp thì dáng váy mặc đến ngang đùi rồi, giữa đùi rồi ạ. Em này em để mã số 97, cái này đẹp lắm. Mã số 97 này. Cổ tim, cái này cổ tim mã số 97. Chia sẻ bài hộ em, các chị chia sẻ bài hộ em. Em có một cái len khoác này các chị này. Len khoác màu xám nhá. Cho các chị từ 45 cho đến 58kg này. 45 đến 58kg. Len khoác màu xám 97 của Panda Nguyễn. 97 của Panda Nguyễn nhá. Đây, len khoác màu xám. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này em để mã số 46. Mã số 46. Các chị chịu khó. Panda Nguyễn chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá 40k nha các chị nhá. Nên các chị chịu khó chia sẻ bài hộ em đi. Em có cái này rất là xinh luôn. 97. 97 chốt rồi đúng không con? Cái này size S thôi này. Chất này. Size S thôi nhá. 42 cho đến 47kg. 42 đến 47kg này. Size S. Chuẩn size S luôn nhá. Chị nào size S thì lấy cái này cho em. Em này em để mã số 106. Chuẩn size S. 106. 46 của Thanh Nghĩa. 46 của Thanh Nghĩa. Mộc An Nhiên sau rồi em. Chịu khó chia sẻ bài cho em. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em. Em có cái này chất rất cực kỳ đầm tay nhá. Cho cái này thì độ mới 87%, 85 đến 87% thôi nhá. Em báo luôn độ mới cho các chị yên tâm. 106 của Bin siêu nhân. Em con cứ ghi là siêu nhân thôi. 106 của siêu nhân. Không có một siêu nhân. Không cần Bill đâu. Cái này là size lớn này. Độ mới từ 85 đến 87% này. Chất cực kỳ dày dặn nhá. Đây, chất cực kỳ dày dặn. Cho các chị từ 55kg cho đến 65kg. 55 đến 65kg. Chất dày lắm, chất dày lắm, chắc chắn lắm. 55 đến 65kg. Em này em để mã số 13. Mã số 13 này. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi các chị nhá. Các chị chịu khó chia sẻ bài. Em có một cái váy len này các chị này. Váy len chất len Montagy. Có đai thắt. Chất len Montagy có đai thắt này. Cái này mới lắm. Đây, váy len sọc đây các chị nhá. Cái này là cho các chị size S, size M. Size S, size M từ 45kg cho đến 57-58kg. 45 đến 57-58kg nhá. Cái này mặc qua đầu gối luôn đấy. Em cao 1m58 thì em mặc qua đầu gối rồi, chất cực kỳ thích luôn nhá. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này em để mã số 32 này. Váy len nhá. Mã số 32 có đai. Chia sẻ bài cho em, các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em đi. Em có cái này rất là sang luôn. Cái này cho các chị size lớn này. Cái này cực kỳ đẹp này. Cho các chị size từ 50kg cho đến 60kg. 50 đến 60kg nhé. Dáng kiểu rơi rơi như này cực kỳ ăn chơi này. 50 cho đến 60kg. Em này em để mã số 50. Mã số 50 nhá. Bảo với Thanh Nghĩa vào cuối này em bớt cho chị. Nói gì á? Ý là vào cho em chọn màu. Thanh Nghĩa ơi, cuối line inbox cho chị nhá. Cuối line inbox cho chị. Chọn màu như vậy không bằng. 32 của Mộc An Nhiên, 32 của Mộc An Nhiên. Các chị chốt hàng kèm mã cho em cho công bằng nhá. Chốt hàng kèm mã cho em cho công bằng. Ai chốt được cuối line. Các chị mà không chốt được thì cuối line inbox cho em. 32 chốt rồi đúng không con? Ừ. Còn 50 của Thanh Nghĩa xong mới đến Nga Bùi. 50 của Thanh Nghĩa xong mới đến Nga Bùi. Các chị chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em cho công bằng nhé. Chốt hàng kèm mã và số điện thoại cho em cho công bằng. Em có cái này size S thôi này. Cổ lọ size S mới tinh luôn nhé. Cái này tương tác bài cho em đi. Một số chị bị ẩn thông tin đó, nên các chị chịu khó tương tác bài cho em đi ạ. Tương tác bài nhiều cho em thì nó không bị ẩn thông tin. Em nhìn thấy các chị thì các chị chốt hàng nó dễ hơn. Cái này cho các chị từ 40 cho đến 48kg. Size S 40 đến 48kg. Chị nào size S thì lấy cái này cho em nhé.
Size S lấy cái này cho em. Em này em để mã số 74. Mã số 74 này, size S, chuẩn size S thôi. Chia sẻ bài cho em. Chia sẻ bài. Chia sẻ bài cho em. Em chốt hàng theo máy chủ của em nhá. Chốt hàng theo máy chủ của em nên các chị cực kỳ thông cảm cho em nhá. Vì là nhà em có 3 máy mà mỗi máy nó hiện lên khác nhau ấy. 74 của Thu Hà, 74 của Thu Hà. Em có cái này màu hồng rất là xinh này. Vũ Kim Cúc, anh nhìn thấy Vũ Kim Cúc mà. Cái này là cho các chị dưới 54 kg. Dưới 54 kg. Hoặc cái này chị nào có thể lấy cho con gái nhá. Rất là xinh luôn, dưới 54 kg. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Em này em để mã số 77. Mã số 77. Chia sẻ bài cho em. Em chốt hàng theo máy chủ của em nên các chị. Em chốt hàng theo máy chủ của em nên các chị các chị thông cảm cho em nhé. Em nhìn thấy các chị nào trước thì em chốt trước thôi, vì trên live em không quen biết chị nào hết. Trên live em không biết ai hết. Em có cái này là màu kiểu màu lông chuột đấy các chị nhé. Dưới 52 kg quay đầu lại. 77 của Panda Nguyễn. 77 của Panda Nguyễn. Đây, dưới 52 kg. Cái này dưới 52 kg thôi. Em này em để mã số 53. Nhà em là hàng của Hàn, cực kỳ thời trang. Mã số 53. Chia sẻ bài cho em, các chị chịu khó chia sẻ bài cho em nhỉ. Các chị thông cảm hộ em với nhá. Em có cái này ăn chơi cực kỳ này các chị này. Đây, cái này là các chị có thể phối cho em cái áo dây hoặc áo quây ở bên trong nhá. Cho các chị dưới 57-58 kg. Dưới 57-58 kg. Cái này đẹp, chất len cực kỳ chắc chắn. Em này em để mã số 27. Mã số 27 này. Đây, cái này đẹp lắm. Mã số 27. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 40k. Tương tác bài và chia sẻ bài cho em. Em có cái này rất là xinh này. Đây, cái này là cho các chị dưới 54-55 kg. 45-54-55 kg cổ lọ nhá. 45-54-55 kg cổ lọ. Em này em để mã số 52. Mã số 52 nhá. Cổ lọ mã số 52. Chia sẻ bài cho em. Vũ Kim Cúc ơi, tí em chụp màn hình em gửi lại cho chị nhá. Em chụp màn hình em gửi lại cho chị nên các chị yên tâm. Các chị thông cảm hộ em. 52 là của Hương Đinh, 52 của Hương Đinh. Em có cái màu hồng này rất là xinh này. Hoặc là chị nào lấy cho con gái này. Dưới 52 kg thôi, dáng chùm mông dưới 52 kg nhá. Đây, dáng chùm mông màu hồng kiểu màu hồng phấn đấy các chị nhá. Em này em để mã số 40. Mã số 40 màu hồng phấn này. Mã số 40 đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài cho em nhé. Mỗi chị cho em xin một chia sẻ nhé. Em có một cái len cổ lọ màu đen tiếp này. Dưới 54-55 kg các chị nhé. 54-55 kg quay đầu lại này. Chia sẻ bài cho em còn 40k. 54-55 kg quay đầu lại. Em này em để mã số 9. Mã số 9 này. Len cổ lọ mã số 9. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em. Mã số 9. Hay làm chân váy tí nhỉ. Không, một số chị đang đợi chân váy. Em xin phép các chị là em làm chân váy một chút nhé. Một số chị đang đợi chân váy á, nên em xin phép em làm chân váy một chút. Số 9 của Thu Hiền. Chân váy nhà em là chân váy của Hàn này. Nguyên chân váy thì là gần như mới nguyên, mới đến 99-100% luôn các chị nhé. Eo em đo eo cho các chị rồi nên các chị yên tâm này. Đây, cái chân váy này là cho các chị nào eo từ 68-70 nhé. Eo 68-70 này, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Đây, chân váy đây, em bắt đầu làm chân váy đây, các chị chia sẻ bài cho em đây. Eo 68-70 này, đây. Đẹp cực kỳ luôn, eo 68-70. Ok, Nga Bùi, Nga Bùi. Số 9 của Thu Hiền rồi, em đọc rồi mà. Đây, em có cái này rất là xinh luôn. Em này em để mã số 35. Eo 68-70. Chân váy em đo eo cẩn thận cho các chị rồi, nên các chị thấy trùng với số eo của mình thì các chị cứ chốt hàng nhé. Không có chiếc thứ hai đâu. Chân váy rất là đẹp luôn. Em có cái này màu trắng, có chị nào thích chân váy màu trắng không này? Đây, cái này chất chân, các chị chỉ cần nếu mà vừa eo là các chị cứ tự tin chốt hàng nhá. Còn chất và độ mới thì em bao luôn cho các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Em có cái này là cho các chị eo từ
từ 70 cho đến 73-74 này, eo 70 đến 73-74 nhá. Rất là đẹp luôn, mỗi chiếc có một cái duy nhất thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Em này em để mã số 87, eo 73 đến 74 nhá, mã số 87 này, rất là xinh luôn. Nhà em là hàng của Hàn nhá, hàng của Hàn. Các chị thích cái gì các chị cứ chốt hàng, hàng của Hàn nhá. Chọn cho em eo 78 à 78-80. 87 của Thủy Tiên, 87. Em có một cái váy len mông tơ ghi này. Cái này thì mới lắm, mới đẹp lắm. Cho các chị chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Chia sẻ bài Lê Thanh sau rồi em, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em cái này là váy dài nhá các chị nhá. Mặc đến tầm bắp chân nhá, cao 1m58 nha, em là mặc đến tầm bắp chân. Eo 60 co giãn đến 70. 60 co giãn đến 70 này, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Eo 60 co giãn đến 70 nhá, cái này xinh lắm. Chất len mông tơ ghi. Chị không có quần, có mình chân váy thôi. Em này em để mã số 85. Mã số 85 này, đẹp lắm, mã số 85. Áo chị đang mặc hình như là có bạn nào chốt lúc nãy rồi á. Có bạn nào chốt lúc nãy rồi? Em chưa, đi em. Em có cái này cho các chị eo từ 76 đến 80 này. 87 của Mộc An Nhiên. 76 đến 80 mới tinh nha các chị nhá. Màu sữa 76 đến 80 này. Chị đâu, nào eo 76 đến 80? 87 thì của Mộc An Nhiên. Hả? 87 là của chị ấy rồi. 87 của Thủy Tiên rồi chứ. Mộc An Nhiên sau rồi, 87 của Thủy Tiên, em xin lỗi Thủy Tiên nhé. Đây, cái này đẹp cực kỳ luôn. Em này là em để mã số 104. Mã số 104 này. Đây. Mã số 104, chân váy rất là đẹp luôn. Em có một cái chân váy này màu này, màu trắng tiếp này. Đây như kiểu chất bò mềm nhá. Chất bò giấy các chị, cái này là chất bò giấy. Không phải, ý em hỏi là eo bao nhiêu, em mặc quần size 27. Em thử đo eo của em xem cho nó chuẩn nhá, vì chị đo eo ở chân váy rồi nên thử đo eo của em xem. Đây là cái bò giấy này. Như cùng em thôi. Size 27. Em bao nhiêu kg? Chị 51 kg thì chị mặc tầm 68-70 này. Nhưng mà em có mặc size 27. Em này là eo từ 78 đến 81 này, chất bò giấy mềm nhá. 78 đến 81, chất bò giấy mềm, cái này đẹp lắm. 78 đến 81. Chia sẻ bài hộ em nhá. Các chị chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá 40k. Em này em để mã số 65. Mã số 65. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em. Cái này là chất bò giấy. Mộc An Nhiên đang hí hí cái gì em Mộc An Nhiên. Ok Nga Bùi, để tí chị like áo vì chị làm xem kẽ, vì là có một số chị đang đợi váy nãy giờ á. Nên xin phép các chị em làm váy một tí. Em có cái váy sọc này size S thôi này các chị này. Cái này size S thôi nhá. Đây, cái này rất là xinh luôn. 78-81 thế này, cái chị này. Eo từ 70 cho đến eo từ 68 đến 70 thôi, cái này eo 68 đến 70 thôi. Em không đo eo được. Eo 68 đến 70 này, cái này xinh lắm. Sọc này rất là xinh luôn. 27 em mặc 27. Như là chị mặc 27 27 là tương đương với size M. Em này em để mã số 96. Mã số 96 này, chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. M là từ 68 chia đến sẻ 7, bài cho em 74. Còn 40k thôi. Nói cho em biết. M là nếu mà em mà mặc size 27 là từ 68 đến 74 nhá. 68 đến 74 siêu nhân nhá. Em có cái này rất là xinh nhá, dáng hơi A một tí. Cái này size S tiếp thôi. Cho các chị nào size S thôi, eo từ 67 cho đến 69 thôi. 96 của Gia Linh. Gia Linh kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chốt hàng nhớ kèm mã cho em số điện thoại và chia sẻ bài cho em. Em có cái này size S tiếp này. Đây. Cho 67 đến 69, eo 67 đến 69 thôi. Cái này hơi A một tí, rất là xinh. Nhà em là hàng của Hàn nhá các chị nhá. Hàng của Hàn. Em này em để mã số 31 này. Mã số 31. Chân váy này rất là đẹp luôn, mã số 31. Chia sẻ bài cho em đây, các chị chịu khó chia sẻ bài cho em nhé. Chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá 40k đấy các chị nhé. Em có cái này rất là xinh này. Cho các chị eo từ 76 đến 78. 96 của Mộc An Nhiên. Của Gia Linh rồi. À của Mộc An, của Gia Linh rồi à. Eo từ 76 đến 78 này, cái này đẹp lắm các chị này. Chị nào mà eo 76 đến 78, cái này là size L đấy. Cái này cho các chị size M lớn, size L này. Đây em đo eo cẩn thận cho các chị rồi nhá. Nên các chị thấy trùng với mình thì các chị cứ tự tin chốt hàng. Em này em để mã số 109. Cảm ơn Gia Linh. Gia Linh chia sẻ bài hộ em nhá. Mã số 109. Gia Linh cho số điện thoại thông tin luôn. Cảm ơn Gia Linh. Số nhà mà này, 2
6 trên 3 2 trên 3 3. Em có một em chân váy màu đen công sở này các chị này. Đây, cái này là chất cực kỳ thích luôn, eo 70 đến 72. Eo 70 đến 72, xin chào Ánh Ngọc nhé. Eo 70 đến 72 này các chị này. Đây, cái này đẹp cực kỳ luôn. Eo 70 đến 72. Em này em để mã số 25. Mã số 25, chân váy đen công sở này. Đây, kiểu này các chị mặc không bao giờ bị lỗi mốt đâu, nên các chị cứ yên tâm. Hàng rất là đẹp luôn. Em có cái này rất là xinh này. Cái này là cho các chị eo từ 72 cho đến 74 nhé. Eo 72 đến 74 này, cái này đẹp cực kỳ luôn nhé. Eo 72 đến 74. 109 của Hạnh Lê Tuyết. 109 của Hạnh. Hạnh Lê Tuyết chia sẻ bài hộ em đi ạ. Chia sẻ bài hộ em nhé. Thì mới mua được giá 40k. Đây, cái này đẹp cực kỳ luôn. Cảm ơn Ánh Ngọc. Ok, Nga Bùi đợi chị tí xong rồi chị lại làm áo nhé. Đây, cái này xinh lắm, mới tinh luôn. Em này em để mã số 36. Mã số 36. 25 của Hồng. 25. Hạnh Lê Tuyết chốt rồi đúng không? Hạnh Lê Tuyết này, 25 là của Hồng Anh. Hạnh Lê Tuyết xong rồi. Cái này em để mã số 36. Hạnh Lê Tuyết được cái 109. Hạnh Lê Tuyết là được cái 109 lúc nãy rồi. Em có một cái sọc này cực kỳ đẹp này các chị này. Ôi cái này xinh lắm. Cho các chị eo từ 62 đến 64 thôi, size bé thôi. Size S này, eo 62 đến 64. Mạng nhà Mộc An Nhiên chậm hả em? Thử thoát ra vào lại xem. Thoát ra vào lại cho chị xem. Đây, cái này eo 62 đến 64 thôi nhé. Eo 62 đến 64, váy sọc rất là xịn. 36 của Phạm Hiền. 36 của Phạm Hiền. Em này em để mã số 17 này. Mã số 17 này, cái này xinh lắm. Size S thôi. Size S. Em có một cái màu đen tiếp này các chị này. Màu đen dáng công sở. Eo 69 đến 71. Eo 69 đến 71. Đây nhá, cái này xinh lắm. Eo 69 đến 71, chân váy bút chì. Chân váy bút chì eo 69 đến 71. 36 chốt rồi đúng không? Em này em để mã số 83. 17 của Thu Hiền. Mã số 83 này. Đẹp, mã số 83. Các chị chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá 40k nhá. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. Em có một cái chân váy như kiểu bằng chất ngoan á, màu trắng này. Màu trắng tinh luôn, eo 68 đến 70. Eo 68 đến 70, 17 của Thu Hiền. Eo 68 70 này. Đây, màu trắng tinh luôn. 83 của Phạm Hiền. 83 của Phạm Hiền. Các chị chia sẻ bài hộ em nhé. Phạm Hiền chia sẻ bài cho chị đi. 83 là eo. Các chị để ý nghe em tư vấn một chút nhá. Eo 69 đến 71, 71 72 gì đấy Phạm Hiền nhá, tầm như vậy. Nếu mà lấy thì ok cho chị, nếu mà lấy ok cho chị này. Cái này là cho các chị eo từ 68 đến 70, eo 68 đến 70. Lấy thì ok cho chị nhá, Phạm Hiền nhá. Nếu mà không thì để cho bạn Hạnh Lê Tuyết. Em này em để mã số 48. Mã số 48, cái này thì mới tinh như kiểu chất voan á. Ok Phạm Hiền, cái đấy của Phạm Hiền là như kiểu chất voan á. Em có cái này xinh này, eo 66 đến 68. Em đo eo cẩn thận hết cho các chị rồi. Đi làm về là em đo eo cẩn thận hết cho các chị rồi. Chia sẻ bài cho em đi nhá. Chia sẻ bài cho em. 66 đến 68 này. Eo 66 đến 68 này. Cái nào? 17 của Phan Hà. Ừ? 17 là cái nào? À, 17 là cái nào nhỉ? Qua rồi. 17 qua rồi Phan Hà. Hình như có bạn chốt 17 rồi. Em này em để mã số 29. Mộc An Hiên hú hú gì ấy nhỉ? Lại bị bỏ lỡ cái gì à, nên tiếc à. Em có cái màu trắng này rất là đẹp luôn này. Eo 68 đến 72 này, mới tinh luôn. Eo 68 đến 72. 48 à. 48 của Yến Nguyễn. 48 là cái này này. 48 là cái nào? 48 là của Yến Nguyễn, cái màu trắng đấy. Đây, cái này là mới tinh này. Eo váy chân váy nhà em là mới từ 98 đến 99 100% luôn nhá. Nên các chị thích dáng như nào các chị chốt và trùng với eo của mình thì chốt thôi, còn chất và độ mới thì em bao cho các chị luôn. Nên các chị yên tâm. Eo 68 đến 72 nhá. Eo 68 đến 72 này, chân váy màu trắng. Em này em để mã số 21, cực kỳ yên tâm nhá. Mã số 21. Không có chiếc thứ hai đâu. Ưng cái gì cứ chốt hàng cho em. Em đảm bảo các chị là không có chiếc thứ hai đâu. Em có một cái chân váy jean xòe này. Chân váy jean xòe này xinh này, mới tinh nhá. Eo từ 74 cho đến 76. 21 của Thủy Tiên.
eo 74 đến 76 này, chân váy jean xòe này, cái này xinh lắm, chân váy jean xòe mới tinh, 74 đến 76. Em này em để mã số 58, mã số 58. Mộc An Nhiên không được cái nào à? Em thử thoát ra vào lại xem, thoát ra vào lại cho chị xem. Mã số 58, chân váy jean xòe. Chia sẻ bài cho em đi ạ, các chị chia sẻ bài cho em. Chịu khó chia sẻ bài cho em nhá, thì mới mua được giá 40k. Các chị mà không chia sẻ bài cho em là phải mua với giá 50k đấy. Cuối buổi live em kiểm tra các lượt chia sẻ của các chị nhá. Xin chào Thơ Pé. Thơ Pé lâu lắm rồi mới nhìn thấy em nhỉ, độ này bận hay sao á? Em có cái váy bò này rất là tây để cho các chị size lớn nhá. Em này eo từ 74 cho đến 76 này. Cho các chị size lớn cái này mặc cực kỳ tây. Chị nào cao cao một chút thì lấy cái này cho em nhé. Cao cao to một chút thì lấy cái này cho em này. Cái này tây lắm. Đây, mới tinh luôn, có một cái duy nhất kiểu dài dài như này thôi. Em này em để mã số 56. À dạo này bận hả em? Mã số 56. Chị nào cao cao lấy này cho em tây. Mã số 56. Ừ, xéo nhỉ. Đẹp cực kỳ luôn các chị nhé. Đây em có cái này xinh này các chị này. Đây, phối gen này, đây là gen xịn luôn nhé. 6872. Em này là eo từ 74 cho đến 76 này. Eo 74 đến 76. 56 của Hoa Hướng Dương, 56 của Hoa Hướng Dương. 56 của Hoa Hướng Dương xong mới đến Khoa Quang nhá. Khoa Quang mà Khoa Quang thấp à, thấp không bằng được đâu, cái đây phải cao. Em này eo từ 74 cho đến 76 này. Eo 74 đến 76 nhá. Cái này đẹp các chị mặc qua ngang gối. Ok Hằng Nguyễn. Em này em để mã số 76, cái này xinh lắm. Mã số 76, mùa đông thì mặc cho em cái quần tất, còn mùa thu thu thì các chị không cần mặc quần tất đâu, rất là đẹp. Khoa Quang cái nếu mà thấp có mà đọc có mà mặc có lút người. Chia sẻ bài hộ em đi ạ. 56, chút cho em. 56 chút rồi, Mộc An Nhiên toàn bị sau thôi. Em váy xòe phối gen này. 76 là Hương Đinh. Đâu, 56 là Hương Đinh, 56 xong rồi mà. 76 của Khoa Quang. Khoa Quang kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em để mua với giá 40k nhé, Khoa Quang nhé. Chia sẻ bài hộ em đi. Nga Bùi đợi chị tí. Em có cái này là eo 70 đến 72 này. Dáng xòe eo 70 đến 72 nhé. Đây, eo 70 đến 72. Chia sẻ với Khoa Quang, chia sẻ bài hộ em. Em này em để mã số 16. Mã số 16, eo 70 đến 72. Bao nhiêu người áo đi. Hay là áo. Em làm một cái chân váy này nữa xong rồi em lại làm áo cho các chị này. Làm áo cho các chị xen kẽ cho các chị chọn cho nó dễ. Em này là eo 76, eo từ 70 cho đến 72, eo 70 đến 72 nhé. Toàn tầm tầm đấy. Khoa Quang. Ok, nhìn thấy thông tin của Khoa Quang rồi. Eo 70 đến 72, cái này là kiểu hơi xòe xòe. Chia sẻ bài cho em đi nhé. Em này em để mã số 71 này. Mã số 71, eo 70 đến 72. Chân váy nhà em thì rất là đẹp nên các chị cứ yên tâm nhé. Em làm áo tiếp nhé các chị nhé. Làm áo, một số chị đang hỏi áo nên em lại làm áo tiếp này. Tí em lại làm váy tiếp nên các chị yên tâm. Đợi tí em lại làm váy tiếp. Đây em có cái áo vàng này rất là xinh này. Cái này là á dáng trùm mông nhá. Bà nội đang xem nó bóng ạ. Cái này là cho các chị. 71 của Yến Nguyễn, 71 của Yến Nguyễn. Cái này là cho các chị dưới 52-53kg quay đầu lại dáng trùm mông này. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài cho em này. Cái này có hai cái túi rất là xinh. Chất len cực kỳ dày dặn nhá. Chất len cực kỳ dày dặn. Xin chào Nhàn. Em này em để mã số 90. Mã số 90 này. Mã số 90 nhé các chị nhé. Cái này là dáng trùm mông. Chia sẻ bài cho em. Các chị chia sẻ bài cho em đi. Hàng đồng giá 50k, chia sẻ còn 40k. Xin chào Lê Hằng. 71 là cái nào? 71 là cái váy nào? 71 chốt rồi đúng không? Bữa đi ra ngoài mà Mộc An Nhiên đây. Mộc An Nhiên hôm nay mạng chậm lắm Mộc An Nhiên à. Em thử thoát ra vào lại cho chị xem. Mộc An Nhiên thử thoát ra. Xinh mà nhỏ hơn em rồi Thủy Tiên. Nhiều cái đẹp lắm nhờ. Mã 90. 90 của Panda Nguyễn. 90 Thu Lê sau rồi. Em có cái này màu 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 đây này. Đây.
Cái này là cho các chị từ 50kg cho đến 60-65kg đều mặc được, dáng free size nhé. Dáng free size này 50 cho đến 60-65kg đều mặc được. Hương Anna sau. Em này em để mã số 28. Mã số 28 nhé. Cái này chất cực kỳ thích luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Các chị chịu khó chia sẻ bài và tương tác bài cho em ạ. Các chị mà không tương tác bài nhiều cho em là em là bị ẩn thông tin, em không nhìn thấy thông tin của các chị đâu. Nên chịu khó tương tác bài cho em. 28 của Hương Đinh. 28 của Hương Đinh. Em có cái này cho các chị phối với quần legging nhé. Đây, cái này các chị phối với quần legging cực kỳ tây này. Cho các chị 56kg quay đầu lại, 45 đến 56kg này. Các chị phối quần legging cho em, chất cực kỳ đẹp. Cái này thì độc lắm, độc cực kỳ luôn nhé. Em này em để mã số 59. Mã số 59. Cái này đẹp mới nguyên, mã số 59. Các chị phối cho em với cái quần legging nó đẹp lắm. Em có cái màu vàng chất len Montagi này. Màu vàng chất len Montagi mới nguyên. Hả? 59 của Hương Đinh, cái đấy đẹp lắm chị Hương Đinh ạ, độc lắm. Cái này chất len Montagi này các chị này. Cho các chị trong miền Nam mà hay mặc cái kiểu mùa này các chị có thể mặc luôn được rồi nhá. Cái này cho các chị từ 53kg quay đầu lại. 53kg quay đầu lại, cái này mới nguyên. Hôm nay mạng em ổn định. Cảm ơn chị, cảm ơn Thủy Tiên nhá. Phan Hà 58 trước 59 nhé. Em này em để mã số 11. Mã số 11 này, chất len Montagi màu vàng. Có duy nhất một chiếc thôi. Em có một cái áo khoác này các chị này. Khoác len nhá. Cho các chị từ 50kg cho đến 60-62kg này. Cái này đẹp lắm, 50 đến 60-62kg. Có cái gì đây? Cái áo khoác len nha các chị nhá. Khoác len này. Các chị khoác ngoài váy cho em rất là tây luôn. Em này em để mã số 89. Mã số 89. Đây, đẹp cực kỳ luôn. Mã số 89. Cho các chị từ 50kg cho đến 60-62kg đều mặc được các đấy. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Các chị chia sẻ bài cho em để mua hàng với giá 40k. 11 của Thanh Nghĩa đúng không? 11 của Thanh Nghĩa, 89 của Hương Đinh. Em là Thúy Lương. Có địa chỉ. À, vậy à. Khoa Đặng là Thúy Lương. À, Khoa Quang là Thúy Lương à? Khoa Quang là Thúy Lương. Em có cái này len lông cừu này. Của hãng HM nhé. Cái này len lông cừu của hãng HM này các chị này. Hàng này là của hãng luôn. Ôi nhưng cái này bị lem như này nhỉ. Không lem, không chỉ đâu. Hả? Đây cái này hơi bị lem một chút, các chị về giặt hộ em này. Cái này là cho các chị dưới 53kg thôi. Dưới 53kg len lông cừu nhá. Len lông cừu. Em này em để mã số 51. Mã số 51 này, len lông cừu màu hồng, len lông cừu. Mã số 51. Chia sẻ bài hộ em đi các chị, chia sẻ bài hộ em. Chia sẻ bài và tương tác bài cho 8, em đi ạ. 89 chị Hương Đinh chốt rồi mà nhiều người lướt ạ. 89 chị Hương Đinh chốt rồi. 89 chị Hương Đinh chốt rồi. 51 của bé. 51 của thơ bé. 51 của thơ bé. Hàng rất là đẹp luôn. Em có một cái màu hồng này. Màu hồng cực kỳ đẹp này. Chị nào mà lấy cho con gái cái này xinh này. Dưới 52kg thôi. Dưới 52kg này. Chất này. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Chia sẻ bài cho em. Em này em để mã số 5. Thanh Nghĩa 51 chốt rồi đúng không? Mã số 5 này. Màu hồng này. 51 thơ bé chốt rồi. Hoa Hướng Dương ơi, mạng kém hả em? Mạng kém không tranh giành được à? Em có cái này body, dáng body size S thôi. 42 cho đến 47kg của kiểu như này nhá. 42 đến 47kg size S thôi. Nguyễn Tâm, mạng chậm không tranh được cái nào à? Em này em để mã số 77. Mã số 77 này. Đây, size S thôi nhá. Cái này chuẩn size S thôi, dáng body. Dáng body chuẩn size S thôi. Chia sẻ bài cho em có một cái này họa tiết này. Cái này họa tiết 54kg quay đầu lại. 54kg quay đầu lại len họa tiết nhá. 54kg quay đầu. Tranh được 3 cái. Bill siêu nhân được 3 cái à? Được 3 cái rồi à? Em này em để mã số 3. Mã số 3 này, chia sẻ bài cho em nhá. Chia sẻ bài cho em còn 40k. Thúy Hằng. Các chị đợi em làm dần nhé. Đợi em làm dần. Em có cái khoác này các chị này. Mạng mình. Số 3 của Thủy Tiên. Số 3 của Thủy Tiên. Gia Linh sau rồi. Gia Linh hình như mới được con cái nhỉ.
Em này là cho các chị dưới 54 kg này. Khoác dưới 54 kg nhé. Đây, chất len này, chất len cực kỳ thích luôn, dưới 54 kg. Em này em để mã số 2. Mã số 2, xin chào Bon Bon. Bon Bon giờ mới vào à, mã số 2. Áo hồng Phan Hà. Phan Hà ơi, cái áo hồng này là mã số 5 này Phan Hà này. Nếu mà lấy thì bấm mã số 5 nhé. Số 3. Số 2. Còn mình cái số 2 thôi đúng không? Sao mọi người cứ 77 ở đâu? Đây. 77 của Lan Đỗ Thị. 77 của Lan Đỗ Thị, kèm cho em xin thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhé. Các chị chốt hàng kèm thông tin số điện thoại và chia sẻ bài cho em. 77 của Lan Đỗ Thị này. Hồng của anh. Cái hồng là của số 2. Số 2 là của Panda Nguyễn. Cái hồng là số bao nhiêu? Cái hồng là Lan Đỗ Thị. Cái 77 đúng không? Cái 77 là cái hồng mà. Em có cái này màu màu cái này xinh này các chị này. Đây. Màu như này không biết gọi là màu gì luôn. Cái này là cho các chị dưới 53-54 kg này. Dưới 53 kg. Hả? Là cái 77. Dưới 53-54 kg nhé. Em này em để mã số 94. Mã số 94. 77 là cái con em cầm. Ơ thầy không phải. Số 5 chưa? Đây số 5 bên này. Số 5 chốt rồi, Phan Hà chốt xong rồi. Em có một cái màu xanh coban này các chị này. Màu xanh coban. Màu xanh coban này. Cái này là cho các chị từ 50 kg cho đến 65 kg. 50 đến 65 kg nha các chị nhé. 94 của Lê Thanh. 94 của Lê Thanh. Lê Thanh lúc nãy có đơn rồi. Cái khoác màu xanh coban này các chị này. Khoác màu xanh coban nhé. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này em để mã số 55. Mã số 55 của Lê Thanh nha. 94 rồi đúng không? Thanh Nghĩa xong rồi, Thanh Nghĩa xong rồi. Cái hồng này là của đứa mua. Thôi. Em có cái màu đen dáng vải này các chị này. Màu đen váy nhá. Cái này là cho các chị 52kg quay đầu lại. 52kg quay đầu lại này. Đen váy này, 52kg quay đầu lại. Em này em để mã số 92. Mã số 92 nhá. Đây, cái màu đen váy này rất là đẹp luôn. Chất cực kỳ chắc chắn. Các chị bỏ máy giặt quay thoải mái không có vấn đề gì đâu nhá. Chất len cực kỳ chắc chắn luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi, không có chiếc thứ hai đâu. Các chị ưng cái gì các chị cứ chốt hàng. Em chia sẻ bài rồi đó chị. Số 5 Phan Hà. Ok Phan Hà, cảm ơn Phan Hà nhé. 55 của Thanh Nghĩa. 55 là cái áo màu xanh của Thanh Nghĩa. 91, 92. 92 là của Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ sao mà nhắn cả 91 cả 92 vậy? Em có cái màu đen này rất là đẹp này. Đây, màu đen nhá. Đây, chất len này các chị này. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em này là dưới 50kg thôi, size S. Từ 40 cho đến 50kg chuẩn size S luôn này. Cái này chuẩn size S thôi. Ừ, 92 của Nguyễn Huệ. Em này em để mã số 38. Mã số 38 này, cái này đẹp lắm. Chất len cực kỳ đầm tay luôn. Chuẩn size S. Chị nào size S thì lấy cái này cho em nhá. Mã số 38. Em có một cái màu hồng này. Chị nào có thích màu hồng thì lấy cho em này. Thích màu hồng lấy cho em nhé. Cái này đẹp lắm. Cổ lọ đấy. Cái này các chị chia 38 của Lan Đỗ Thị. Lan Đỗ Thị lúc nãy cho chị số điện thoại chưa nhỉ? Cho em số điện thoại và chia sẻ bài cho em nhé. Chốt hàng nhớ kèm cho em số điện thoại và chia sẻ bài cho em. Em có cái này là dưới 54kg quay đầu lại. 54kg quay đầu lại. Cái này mới tinh luôn. 54kg quay đầu lại. Chị nào thích màu hồng thì lấy cái này. Em này em để mã số 1. Mã số 1, 54kg quay đầu lại nhé. Mã số 1 chia sẻ. Ok Lan Đỗ Thị. Lan Đỗ Thị chia sẻ bài cho em đi. Chia sẻ bài cho em đi. Em có cái váy màu đỏ này. Size to. Ok Nga Bùi, để chị làm size to. Nãy giờ có size to mà. Nãy giờ có size to mà. Cái này là cho các chị từ 47-48 đến 60kg váy nhé. 47-48 đến 60kg. Số 1 của Yến Nguyễn. Số 1 của Yến Nguyễn. Đây, cái này đẹp lắm. 47-48 cho đến 60kg len váy này. Cái này là váy. Em này em để mã số 66. Mã số 66. Số 1 là của Yến Nguyễn anh. Em có cái này rất là đẹp. Em thấy ghi là size L.
Size L nhưng mà size L bé thôi nên cho các chị size từ 50kg cho đến 57kg thôi. 50 đến 57kg nhé. Đây, cái này đẹp lắm, màu kiểu màu lông chuột đấy. Màu kiểu màu lông chuột. 66 của Hương Đinh. Em này em để mã số 63 này. Mã số 63, đẹp cực kỳ luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em đảm bảo với các chị là không có shopsy nào bán lên rẻ như nhà em đâu. Nên các chị thích cái gì, các chị cứ tự tin chốt hàng. Không có chiếc thứ hai đâu. Không, không cái nào trùng với cái nào hết luôn. Hàng rất là độc. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có một cái váy len tiếp này các chị này. Một cái váy len tiếp này. Đây là 66 rồi. 66 rồi, còn cái 63 thôi đúng không? Đây, cái này là dưới 50kg nhé. Len váy dưới 50kg. Len váy dưới 50kg này. Đây các chị nhé. Đây. 42 đến 50kg mặc cái len váy này thì đẹp. Em này em để mã số 4. Mã số 4 này. Đây nhá, dáng váy nhá. Mã số 4 kiểu như chất mông tơ ghi, rất là đẹp luôn. Kiểu chất mông tơ ghi á. Em có cái này màu xám size M, size M lớn đấy. Cho các chị từ 50kg cho đến 65kg. 50 đến 65kg này. Màu xám size M lớn nhá. 50 đến 65kg. Em này em để mã số 60. Ok, khoa đặng số 4 của Hương Đinh. Số 4 của Hương Đinh. Đây. Cái này đẹp lắm các chị này, cái này đẹp lắm. Em để mã số 60. Mã số 60 chia sẻ bài cho em đi. Các chị chia sẻ bài cho em đi. Cái này, cái này hơi bị làm sao. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi nhé. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em. 60. 60 của thơ bé. 60 của thơ bé Nga Bùi sau rồi. Em có cái này họa tiết như này nhé. Họa tiết như này cho các chị 55kg quay đầu lại này. 55kg quay đầu lại nhé. Len họa tiết. Em này em để mã số 12. Mã số 12 này. Mã số 12 nhé. Chia sẻ bài cho em. Các chị chia sẻ bài cho em. Mã số 12. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Em có một cái len móc. Cái len móc màu mận này. Len móc màu mận nhé. Cho các chị từ dáng chùm mông. Len móc màu mận dáng chùm mông này. 60 chốt rồi. Nguyễn Tâm sau rồi. Cái này là cho các chị từ 50kg cho đến 60-62kg. 50 đến 60-62kg. Len móc màu mận nhé. Len móc này các shopsy khác họ bán rất là đắt luôn đấy ạ. Em này em để mã số 80. Mã số 80 này. Len móc tay luôn. Mã số 80. Phan Hà ơi, chị ở Bỉm Sơn Thanh Hóa. Chị ở Bỉm Sơn Thanh Hóa nhé. Các chị thích cái gì cứ tự tin chốt hàng. Không có chiếc thứ hai đâu. Em có cái màu xanh này rất là ngộ nghĩnh này. 12 của Thanh Nghĩa. 12 của Thanh Nghĩa. Đây, cái màu xanh này rất là đáng yêu, ngộ nghĩnh luôn. Hoặc chị nào có thể lấy cho con gái này. Dưới 52kg quay đầu lại. 52kg quay đầu lại nhá. Số 80 của Hương Đinh. Đây. Cái này xinh lắm, cái màu xanh này xinh lắm. Em này em để mã số 10 này. Mã số 10 này các chị nhá. Mã số 10. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Các chị chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Hàng rất là đẹp luôn nha. Các chị tương tác bài và chia sẻ bài hộ em đi ạ. Đợi một chút là em làm nốt chân váy cho các chị. Em có cái này rất là đẹp. 80 chốt rồi đúng không? Đây, cái này cho các chị size S thôi. Cái này thì size S, chuẩn size S thôi. Màu như kiểu màu này gọi là màu gì nhỉ? Cái này mới lắm. Từ 42 cho đến 42 đến 48, 49kg này. 42 đến 48, 49kg. Em này em để mã số 33. Mã số 33. 42 đến 48, 49kg. Mã số 33. Chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có một cái màu đen tiếp này. Màu đen này. Màu đen này cho các chị dưới 54-55kg. Quay đầu lại. 54-55kg quay đầu lại nhá. Kiểu cổ ôm như này các chị mặc rất là dễ mặc luôn. Hoặc là cái này các chị có thể sơ vin cho em vì chất nó không bị dày quá. Chất nó không bị dày quá. Em này em để mã số 18. Mã số 18 này. Mã số 18. Em lại làm chân váy một tí nhá. Em xin phép các chị là em làm chân váy một tí vì có một số chị đang hỏi chân váy á. Nên em làm chân váy một tí này. Em có cái chân váy màu sữa này rất là đẹp nhá. Cái này mới tinh luôn, mới đến 100% luôn. Eo từ 70 đến 72 này. Eo 70 đến 72, chân váy màu sữa như chân váy bút chì màu sữa này.
Cái này cực kỳ đẹp luôn. Các chị chia sẻ bài cho em còn 40k thôi nhá. Em này em để mã số 26. Mã số 26 chân váy màu sữa này. Chia sẻ bài cho em đi, các chị chia sẻ bài cho em đi. Chịu khó chia sẻ bài cho em thì mới mua hàng được giá 40k. Em có cái chân váy màu đen. Chân váy màu đen đúng không? Màu đen hay màu tím tham nhỉ? Cái này là cho các chị eo từ 74 đến 76. 26 của Hằng Nguyễn. 26 của Hằng Nguyễn. Eo 74 đến 76 này, chị nào eo 74 đến 76 thì lấy cái này cho em nhá. Ok, Hằng Nguyễn, 26 của Hằng Nguyễn. Chia sẻ bài hộ em đi. Em này em để mã số 97. Huệ ơi, tí inbox cho tớ nhá. Mã số 97, cảm ơn Hằng Nguyễn nhá. Cảm ơn Hằng Nguyễn. Chia sẻ bài hộ em đi, các chị chia sẻ bài hộ em thì mới mua được giá, thì mới mua được giá 40k nhá. Ok Hằng Nguyễn. Em có cái chân váy này cho các chị eo từ 66 cho đến 68 thôi này. Eo 66 đến 68 dáng dài nhá. Đây, cái này dáng dài này, chị nào thích dáng dài thì lấy cái này mới này. Eo 66 đến 68. Em này em để mã số 74. Mã số 74. Đây. Mã số 74, eo 66 đến 68, mã số 74. Chia sẻ bài cho em đi, các chị chia sẻ bài cho em đi ạ. Em có một cái chân váy sọc nữa này. Chân váy sọc này eo từ 59 đến 62 thôi. Cái này size bé lắm, eo bé lắm, 59 đến 62 này. Chị nào bé bé thì lấy cái này cho em nhé. Cái này rất là xinh luôn. Nguyễn Tiến, chị 53kg thì eo bao nhiêu? Em này để mã số 57. Mã số 57 này. Tôi cao mấy? Chị cao không ạ? À? Nguyễn Tiến ơi, chị cao không? Chị hỏi như vậy thì em cũng không biết trả lời như nào luôn. Em có cái này eo 70 đến 72 này. Eo 70 đến 72 dáng váy bút chì nhá. Eo 70 đến 72 dáng váy bút chì. Em này em để mã số 106. Nguyễn Tiến ơi, chị hay mặc đồ size bao nhiêu? Chị mặc đồ size bao nhiêu? Size M. Chị nói size xong rồi em. Em có cái màu đen này rất là đẹp này, eo từ 74 đến 76 nhá. Eo 74 đến 76 này. Cái màu đen này eo 74 đến 76. Em này em để mã số 41. Mã số 41. Đây, cái này đẹp lắm. Eo 74 đến 76. Mã số 41. Đây, em có một cái chân váy jean này rất là đẹp luôn, dáng dài. Eo từ 64 cho đến 66. Size 27. À, size 27 là size M đấy. Thì eo tầm 68, 68 cho đến 72. Hằng Nguyễn 41. Cái này là eo 64 đến 66 này các chị này, chân váy jean, eo 64 đến 66. Chân váy thì các chị chỉ cần nếu mà trùng với eo của mình thì các chị cứ tự tin chốt hàng, vì là em tuyển từng cái một cho các chị rồi. Nguyên độ mới với các chất thì các chị không phải lo đâu. Em này em để mã số 46 này. Mã số 46, chân váy jean hơi A một tí nhá. 106 của Phan Hà. Tìm cái 106 đấy. 106 của Phan Hà. Em có một cái này có chị nào lấy đây này. Kiểu cho bà bầu mới tinh luôn nhá. Mới tinh luôn. Bầu bí này. Mới tinh luôn. 46 của Hằng Nguyễn, 46 của Hằng Nguyễn. Em này em để mã số 15. Cái này của bà bầu nhá, mới tinh luôn này, mã số 15. Nó lẫn trong cái kiện váy của em đấy. 46 Hằng Nguyễn à. Ừ. Em này em để mã số 15 nhá. Chị nào lấy tặng bà bầu chẳng hạn, hoặc là lấy để dành lúc nào có bầu mà. Đẹp. Cái này rất là đẹp luôn. Chia sẻ bài cho em, các chị chia sẻ bài cho em. 46 là đây, Hằng Nguyễn là. Hằng Nguyễn 46 rồi đúng không? Ừ. Em có một cái này eo 80 đến 82 này. Màu này eo 80 đến 82. 15 của Hương Đinh. À. 15 này cái bà bầu đúng không? Ừ. Cái đấy đẹp lắm chị Hương Đinh ạ. À. Đẹp cực kỳ luôn. Ừ. Em này em là eo từ 80 đến 82 này. Eo 80 đến 82, cao 1m58 nha em, là mặc đến đầu gối luôn đấy. 58 nha em, mặc đến đầu gối luôn. Chia sẻ bài cho em còn 40k thôi. Em đảm bảo các chị là không có shop nào bán rẻ như nhà em đâu. Em này em để mã số 52. Mã số 52 này. Cái này đẹp lắm. Mã số 52. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi. Em có một cái này rất là xinh nhá. Kiểu dáng đuôi cá này cho các chị sợ eo từ 78 đến 70. Eo 78 đến 70 này. Chị nào eo to này lấy cái này nhá. 78 đến 70 kiểu chất bò giấy ấy.
chất thì cực kỳ đẹp luôn. Em này em để mã số 45. Mã số 45 này. Đây, đẹp lắm, mã số 45. Chia sẻ bài cho em đi các chị, chia sẻ bài. Em còn một cái chân váy jean dáng dài này các chị này. Chân váy jean dáng dài nhá. Cho các chị eo từ 76 đến 78 này. Eo 76 đến 78 cái này đẹp lắm, tay cực kỳ luôn nhá. Còn một cái dáng dài duy nhất thôi. Còn một cái dáng dài duy nhất thôi. Em này em để mã số 14. Mã số 14 này, một cái dáng dài duy nhất này. Chị nào lấy dáng dài cho em này, không có shop nào bán rẻ như nhà em đâu. Để dành mặc bầu. Để dành mang bầu. Để... cái đấy đẹp lắm chị Hương Đinh ạ, à. Có duy nhất một chiếc thôi, không có chiếc thứ hai đâu. 14 của thơ bé. 14 của thơ bé. Thơ bé hàng to. Đây em có một cái này dáng hơi A một chút đẹp này. Eo từ 76 cho đến 78 nhá. Đây cái này xinh lắm. Eo 76 đến 78 này. Đây. Chất thì cực kỳ đẹp luôn, chân váy của Hàn ấy. Các chị kiểu mùa mát mát thì các chị phối với áo phông, còn lạnh lạnh tí các chị phối với áo len cho em nhé. Phối áo len cho em rất là dễ mặc luôn. Em này em để mã số 64. Mã số 64 này. Đây. Mã số 64 cái này đẹp. Chia sẻ bài cho em đi nhá. Các chị chia sẻ bài cho em đi. Chịu khó chia sẻ bài cho em đi ạ. Chịu khó chia sẻ bài cho em. Em còn một cái này size F này. Cái này rất là điệu đà luôn. 64 của Khoa Quang. Cái này eo 66 đến 68 thôi nhá. Eo 66 đến 68 chất bò giấy mềm này. Eo 66 đến 68 chất bò giấy mềm mới tinh luôn. Em này em để mã số 9. Mã số 9 này. Mã số 9 nhá. Đẹp lắm mã số 9. Áo size nhỏ đi chị. Lại tiếp tục áo à. Em còn mấy cái chân váy em làm nốt xong này em làm áo nhá. Đây. Cái này là xinh lắm, xòe xòe này các chị lấy cho con gái này. Lấy cho con gái eo 66 đến 68. Bóng mặc này không có. Số 9 của Lê Thanh cái này xinh vậy mà. 66 đến 68 này, cái này độc cực kỳ luôn này. Chị nào có con gái tuổi tin tin á, lấy cái này cho em đẹp lắm. Em này em để mã số 50. Mã số 50 này. Cái này xinh này mà bóng mà. Xinh với đáng yêu mà. Size M em vừa. Cái này là cho các chị eo từ 72 co giãn đến 85. 50 của Nguyễn Tiến. 50 của Nguyễn Tiến. Báo với sinh nhân là M thì là từ 68 đến 72. Size M là eo từ 68 đến 72 nhé. Nếu mà mặc size M là eo từ 68 đến 72. Nguyễn Tiến à? Ừ. Eo từ 72 cho đến 85 co giãn nhẹ nhé. Co giãn đến 85 này. Đây cái này cho các chị size L nhé. Size L này. Chị nào size L thì lấy cái này nhé. Size L lấy cái này này. Cái này đẹp lắm. Em này em để mã số 96. Mã số 96. Cảm ơn Nguyễn Tiến nhé. Các chị chia sẻ bài cho em thì mới mua được giá. Mới mua được giá 40k. Ok Nguyễn Tiến, cái đấy cho bé thì xinh cực kỳ luôn đấy. Chị định cho bóng mặc mà bóng này không mà. 96 của Hương Đinh. 96 Thủy Tiên sau rồi em. Em có cái này rất là xinh tiết này. Đây. Cái này thì nó bị bong mất cái cúc này nhá. Các chị về đính lại hộ em này. Cái này là cho các chị eo từ 70 cho đến 80. Eo 70 co giãn đến 80. Cái này mới tinh luôn. Eo 70 co giãn đến 80 nhá. Cái này đẹp lắm. Eo 70 co giãn đến 80. Em này em để mã số 107. Mã số 107 này. Eo 70 co giãn đến 80. Không. Em có một cái áo này của bé này em tặng cho các chị này. Chị nào có bé tầm khoảng 30-35kg. Chú chị, số 9 của em, chị số 9 là cái nào? 107 của Thủy Tiên. Số 9 qua lâu rồi mà. Số 9 là Lê Thanh. Lê Thanh xong mới đến em. 107 của Thủy Tiên này. Đây, em có cái áo này cho chị nào có bé 30-35kg này em tặng này. 30-35kg thôi, chất lên dày dặn chắc chắn lắm. Tặng Thủy Tiên à? Em đã bỏ mã đâu. Bỏ giờ bỏ mã đi. Em kẹp mã cho công bằng cho các chị nhá. Chị nào nhanh tay thì được này. Em này em để mã số 105, chị nào nhanh tay thì được này.
Mã số 105. 105. 105 nhá. Ai cũng biết tặng. Ai cũng tặng, em không biết tặng ai được nên là thôi em bấm mã cho công bằng. Em có cái này rất là xinh này, màu đen rất là xinh. Thơ bé. 105 thơ bé nhanh tay rồi. Em có cái này eo 68 đến 70. Thơ bé được rồi, thơ bé được rồi các chị nhá. Eo 68 đến 70 chân váy màu đen này, eo 68 đến 70 này. Em này em để mã số 47. Mã số 47, eo 68 đến 70. Mã số 47. Em xem còn cái của bé nào không? Đây em còn một cái của bé này các chị này. 30 đến 35 kg nhá. 30 đến 35 kg, 47 của Nguyễn Tiến. 47 của Nguyễn Tiến. Đây em còn mấy cái của bé em tặng các chị này. 30 đến 35 kg của lọ nhá. Chất này, chất thích lắm. Em kẹp mã các chị nào nhanh tay thì được nhá. Chị nào nhanh tay thì được. Em này em để mã số 87 này. Mã số 87. Còn lại thử bé nhé chị. Mã số 87. Chị nào nhanh tay thì được. Mã số 87. Thơ bé được một cái rồi. Thơ bé được một cái rồi. Thôi nhường cái khác cho bạn Nguyễn Tiến nhá. Nguyễn Tiến. Được mỗi người được tặng một cái thôi. Nguyễn Tiến. Thủy Tiên sau rồi. Đây em còn cái này là cho con gái tiếp này. 30 đến 35 kg thôi. 30 đến 35 kg. Đây em tặng tiếp cho các chị nhá. 30 đến 35 kg. Em này em để mã số 6. Mã số 6 này. 30 đến 35 kg có mũ nhá. Mã số 6. Xem còn cái nào của bé không em tặng tiếp. Hết rồi sao? Mã số 6. Hình như còn một cái này nữa này. Số 6 Lê Thanh. Lê Thanh. Số 6 Lê Thanh. Đây em có cái này là 35 đến 40 kg. 35 đến 40 kg này. Đây 35 đến 40 kg em tặng cái này tiếp này. Báo mỗi người đừng lần thôi. Em tặng cái này tiếp. Em này em để mã số 99. Mã số 99 này. Hết áo của bé rồi đấy các chị ạ. Hết sạch áo của bé rồi. Thử bé nhanh kì. Lê Nguyễn Nhi ơi, chị nhìn thấy em sao hôm nay giờ mới vào à? Giờ mới vào à? 99. 99 của Thủy Tiên. Thủy Tiên được cái rồi. Đây em còn một cái này em tặng nốt cho các chị này. Cho chị nào có con gái lớn nhá. Có con gái lớn này tuổi dưới 50kg. Cho các bé dưới 50kg này. Chị nào có con gái tuổi teen thì hãy lấy này. Chị nào có con gái tuổi teen hãy lấy nhá. Con gái tuổi teen hãy lấy cái này này, em tặng nốt cái này. 99 là của ấy rồi, 99 là của Thủy Tiên trước xong mới đến Lê Thanh. 99 là của Thủy Tiên. Ôi thôi chết rồi. Sao tự nhiên nó bị sang bên đây nhỉ? Đặt bên đây. Đặt bên đâu? Bị màn hình à, bị camera trước á. Camera trước á. Camera sau ở đâu nhỉ? Thôi camera sau ở đâu con? À camera trước kia. Hình như trên đây. Bóng. Bóng rất là mẹ nè. Có bao giờ có livestream bố mẹ ăn của mẹ hả con à? À đây. Đây, con tiếp tục nhưng nó bị bấn bị camera trước là sao? Thì cả nó bật vào cái này này. Bật vào cái này này. Cái nào? Cái này á? Cái máy ảnh á. Thì em đang bật vào đây mà. Em bị lỗi kỹ thuật một tí. 99 rồi đúng không? Ừ. Thôi em còn một cái này em tặng cho các chị nào sẽ có con bé, có gái tuổi teen này. Em để mã số 32. Mã số 32 nha các chị nhá. Mã số 32. Mã số 32. Tự nhiên lỗi kỹ thuật mất một tí. Mã số 32. 60 ở đâu nhỉ? Mọi người bấm 32 của Thủy Tiên được rồi. Thôi nhường cho Hân Trương. Đâu, Hân Trương mấy đứa siêu nhân mà. Hân Trương trước, Hân Trương trước. Em hết áo tặng rồi các chị nhá. Hết áo tặng rồi. Bây giờ em xin phép các chị em nghỉ nhá. Hân Trương. Hân Trương. Hân Trương. Em xin phép các chị em nghỉ nhá. Xong rồi chắc là tối mai em làm một lô áo dạ đấy. Em cảm ơn tất cả các chị đã theo dõi và ủng hộ em. Em xin chào tất cả mọi người. Em nhường 99 cho Hương Đinh à? Nhường 99 cho Hương Đinh à? Ok Thủy Tiên.
Vậy Thủy Tiên thích cái gì để chị tặng Thủy Tiên sau nhá. Chị chọn một cái tặng Thủy Tiên. Em xin cảm ơn tất cả các chị. Em xin chào tất cả mọi người. Nhường Hương Đinh. Em xin chào tất cả các chị.